Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, thương hiệu lữ hành Vietravel chính thức khai mạc Hội Xuân Lời Cảm Ơn Từ Trái Tim tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với chương trình khuyến mãi xuân 2023, Tết đi chơi xa, nhà ta thêm gần, sự kiện là cơ hội vàng dịp cuối năm để khách hàng trải nghiệm và tìm mua những hành trình du xuân, đón may mắn trong khung giờ vàng sẵn deal với ưu đãi giảm đến 79% và hàng ngàn quà tặng phong phú, voucher thiết thực lên đến 12 tỷ đồng. Thứ nhất là chính thức ra mắt cái chương trình xuân, cái thứ hai là chúng tôi giới thiệu những cái ưu đãi lớn dành cho khách hàng trong cái dịp xuân này, đặc biệt là trong 3 ngày diễn ra cái hội xuân của Vietravel. Trong đó chúng tôi chuẩn bị hơn 5.000 chỗ du lịch trong và ngoài nước dành cho khách hàng đến với hội xuân. Dịp này, khách hàng còn được tặng voucher trị giá 100.000 đồng của Vietravel Airlines khi mua tour du lịch nước ngoài áp dụng tại hội xuân và tại trụ sở Vietravel.